Thấy vậy hả? Chỗ đó đó à. Ok. Có ngon không? Đó là mật thiên nhiên đấy. Kính thưa quý vị, trong phóng sự đặc biệt này thì Ngọc Lan muốn giới thiệu với quý vị về một người có một cái sở thích khá là đặc biệt, đó là nuôi ong tại nhà, nuôi ong lấy mật. Và cái cách nuôi ong tại nhà như thế nào, lấy mật ra làm sao? Xin mời quý vị cùng Ngọc Lan gặp gỡ anh Charlie Tôn Quý. Xin chào anh. Chào Ngọc Lan. Vậy mình ra tổ ong mình cho mọi người coi. Dạ coi luôn để đi, mình vừa coi vừa nói. Mình kiếm con ong chúa, mọi người coi ong chúa nhìn sao nữa. Ok. Nó bự hơn ong thường. Dạ. Mời. Rồi, xịt khói cái khỏi cắn đã. Hun khói chi vậy anh? Cho nó cay mắt. Nó cay mắt để nó khỏi chích mình hả? Rồi, nó khỏi dữ. Rồi, bên này xịt cả luôn. Quý vị đang nhìn thấy là khói đang bốc lên rất là nhiều. Bởi vì trước khi mà bước ra đây đó thì anh Quý nói là anh Quý muốn thông khói lên một chút để cho mấy con ong nó hiền đi, nó đừng có chích mình, chứ nếu không có nhiều khi gặp cái lúc nó dữ thì nó có thể nó đốt. Những người mà mới lần đầu bị đốt á, ví dụ như mới như Ngọc Lan hay là bạn quay phim á, thì có thể sẽ bị sưng mặt lên liền. Nhưng mà những người như anh Quý đó là anh đã quen rồi, giống như trong anh bị đốt nhiều quá rồi, trong là cơ thể anh có một cái miễn nhiễm gì không biết, nhưng mà anh nói bây giờ anh bị khi mà ông chích ảnh thì không có bị sưng lên nữa thì cũng chưa biết làm sao. Xin mời quý vị cùng xem tổ ong. Ok, thường thường con ong nó hay để những cái miếng bên ngoài là mật, đây là mật không nè. Đó, ví dụ như mình lấy cái tay mình dít nó là mình ăn được nè. Rồi Ngọc Lan lại thử dít những cái rồi bỏ miệng coi. Đây hả anh? Đó đó. Có ngon không? Đó là mật thiên nhiên đó. Mật tự nhiên. Thiên nhiên phải tự nhiên. Tự thiên nhiên không có. Phải nuôi mới có, gọi là thiên nhiên, không phải là tự nhiên. Như vậy là cái cách rồi người ta sẽ chiết nó ra làm sao ạ? Cái này thì cái traditionally á là cái mật này nó qua một cái máy ly tâm. Và khi nó ly tâm á thì nó tống những cái mật ra khỏi cái tổ này rồi họ bỏ lại cái frame này cho ông nó làm lại. Nhưng mà làm gì rất là công phu. Thì bây giờ là cái tổ này không cần phải lấy ra nữa. Có một cái cách làm rất là hay. Để lát mình sẽ chỉ cho mọi người coi. Nhưng mà đây là cái tổ mà nó đầy mật rồi đây nè. Bên này cũng đầy mật rồi, thấy không? Bây giờ mình kiếm con ong chúa cho coi nha. Đã khi mình xịt khói nó hiền không? Nó không có bay. Anh Quý nói nó không bay chứ mình cũng thấy nó bay tá lả kìa. Nhưng mà nó không sẽ không có cắn mình. Mình đi nhẹ nhẹ mà sợ trúng con ong chúa, phải không? Vì khi con ong chúa nằm trong cái tổ này. Nếu trúng con ong chúa thì sao hả anh? Thì chết con ong chúa. Mình trong cái tổ chỉ có một con ong chúa mà mình chết đó thì cái tổ nó sẽ bị chết. Ok, không. Con ong chúa nó giữ cái vai trò gì ở trong nguyên cái tổ ong ạ? Một ngày nó đẻ có 1.000 đến 2.000 trứng á. Khi mình nhìn vô đây thấy trứng không à? Nhìn vô đây mình thấy trứng nó nằm ở trong này không à? Những cái đốm trắng nhỏ nhỏ là trứng của ong. Đây là những ong thợ. Cái ong thợ rất là hay, nó theo thời kỳ, chu kỳ mới đúng. Lúc mới đẻ ra nó làm cái gì, một tuần nó làm cái gì, tuần thứ hai làm cái gì, tuần thứ ba làm cái gì. Rồi sau khi già rồi thì nó ở trong tổ, nó bảo vệ tổ. Rồi đến lúc nó chết, cái tổ này không có, cái miếng này không có ong chúa, mình để ra bên. Con ong chúa này Quý đã cắt cánh rồi, mình cũng không sợ nó bay. Mà khi nó đẻ rồi nó không có bay được, nó nặng lắm. Ở đây là ong con không nè. Trong này những chỗ này chỗ ong con nó đang chuẩn bị lớn, chuẩn bị nở nè. Quý vị đang cùng nhóm phóng viên của Little Sài Gòn TV có mặt tại nhà riêng của anh Charlie Quý Tôn, tọa lạc tại Baton Rouge, thủ phủ của tiểu bang Louisiana. Anh chính là người sáng lập hệ thống Rigonel với hơn 800 tiệm, hiện diện trong nhiều Walmart tại hầu hết các tiểu bang trên toàn nước Mỹ. Bên cạnh công việc kinh doanh trong lĩnh vực nail mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị trong những chương trình tới, thì một trong những thú giải trí của nhà triệu phú này chính là nuôi ong lấy mật ngay trên sân thượng nhà mình. Nhìn cái cách của anh Quý làm có nghĩa là rất là từ từ, rất là nhẹ nhàng. Bởi vì nếu mà mình cũng không cần mang cái
cái lưới để che mặt, tại vì mình biết mình xịt khói rồi, nó hiền rồi, nó không cần che. Anh nuôi ong như vậy được bao lâu rồi anh? Cũng từ lúc mình học đại học á. À, lúc đang học đại học là mình đã làm trong cái USDA B-Lab rồi. Thì tính ra như vậy cũng là từ năm 90 đến bây giờ. Vậy là bao nhiêu năm rồi? 30 năm mấy năm rồi. Rồi cái cách mà đầu tiên để mình gầy nên một cái tổ ong như vậy để lấy mật thì là sao anh? Thì mình còn một con ong chúa với là 3 phao ong thợ. Một ong chúa và 3 phao ong thợ. À, mới đủ để nó start up cái tổ. Như vậy là nguyên một những cái hộp này là gọi là một tổ hay là cái miếng anh đang cầm gọi là một tổ? Không phải, cả một cái này là một tổ. Cả một cái tổ, cả một cái colony này là một tổ. Bao nhiêu lâu thì mình mới lấy mật được anh? Một năm mình lấy mật 2 lần. Một năm lấy cái tổ này là tổ mới, tổ dân. Nó còn tổ này rất là dân. Như tổ này thì bao lâu nữa mình mới lấy mật được? Vào mùa hè mình lấy được. Hết nguyên một cái thùng này với bao nhiêu đó miếng thì nếu mà lấy mật thì được khoảng bao nhiêu mật anh? Một tổ có thường 5 gallon mật. 5 gallon mật. Hết trong cái hộp này là anh nghĩ là khoảng bao nhiêu con ong anh? Khoảng cỡ 3 phao ong. 3 phao ong. 3 phao ong. Thì quý không biết là bao nhiêu, nhưng mà trong một cái tổ mạnh nó thường thường có 60.000 con á. Giống như tổ bên kia là 60.000 con á. Cái con này mình đụng nó không sao nè, thấy không? Dạ, anh đụng không sao, chắc anh bị nó chích nhiều rồi cho nên anh không sợ. Nãy giờ Ngọc Lan đứng cũng hơi rung hả? Dạ. Mỗi người đều có những cái thú vui, người thì thích vẽ tranh, người thì thích chơi nhạc, người thì thích trồng cây. Người thích làm vườn, riêng anh Charlie Quý Tôn thì lại thích nuôi ong lấy mật. Chứ không phải là nuôi ong tay áo. Chứ không phải là nuôi ong tay áo, đúng rồi. Như anh nói là con ong chúa là nó sẽ đẻ trứng để cho thành con ong. Đúng. Rồi trong khi đó thì những cái con ong này đó thì cái vai trò của nó là gì ạ? Đây ong chúa đây, đấy rồi, chưa cắt cánh. Đây ong chúa nè. Thấy không? Nó dài hơn chút xíu không? Đó, nó đó. Right there, đó con chú nó vừa kiếm chị đó. Một tổ chứ mình nó thôi đó. Mỗi một cái tổ ong như vậy phải có một con ong chúa. Phải có một con. Có khi nào có hai con không anh? Có, cái tổ này là quý làm hai con nè. Nếu nhưng, tổ hai con thì nó khác gì nhưng với một mình, con? Nhưng mình sẽ ngăn nó lại. Nhưng nó phải là hai chị em nữa, mình mới cấy được hai con trong một tổ. Và mình phải mình không cho nó gần nhau được, gần nhau là nó sẽ giết một con đi, nó sẽ phai đến một con chết. Em thấy con ong chúa không? Chưa, mày nghe nó đó, nó bự hơn chút không, nó dài hơn chút không đó, để cho con nhìn nó thấy nó đẻ mới được. Nó nhìn vô cái lỗ trước theo, thấy nhìn vô không, không có trứng là để đút ít vô, nó có trứng là nó đi tiếp đó. Hay lắm, con chúa này nó hay, nó có 5 con mắt lận. Tức là những cái lỗ ở trên này á là con ong chúa nó sẽ đẻ trứng vào đó. Đẻ trứng vào đó, nhưng mà trước khi đẻ nó nhìn. Dạ. Nó nhìn vô coi có trứng hay không đã. Tại có trứng rồi nó không có vô đẻ nữa. À. Cho nên nó không muốn đẻ hai trứng trong một lỗ. Ừ. Nó hay lắm. Như vậy thì những cái con ong này là cũng từ cái con ong chúa đó nó đẻ trứng. Đúng rồi. Nó lớn lên từ từ. Đúng rồi, là con của nó không đó. Nó nằm ở trong cái thùng như vậy thì là nó tiết mật ra làm sao anh? Cái mật là đồ ăn của ong. Okay. Để lấy energy, lấy carb. Yeah. Còn trong này là phấn đây nè. Phấn là để nó ăn có để nó có cái protein. Thấy không? Đây phấn nè. Cái protein để nó tạo cái muscle để cho ong nó bay. Còn mình đi lấy mật là mình đi ăn cắp mật của nó preserve cho mùa đông. Thì khi nó thấy thiếu nó lại bay đi lấy mật tiếp. Đó là cái đời sống của ong là như vậy. Nhưng mà ở Mỹ này không có nó là coi như là agriculture của Mỹ sẽ coi như là sẽ sập. Cho nên con ong này nhiệm vụ nó rất là quan trọng trong đời sống của mình, của loài người. Cho nên mình phải quý nó, mình phải nuôi nó. Con ong chúa vẫn còn đây, thấy không? Ông này ông thợ, ông này ông đực nè. Con ong đực này là ăn hại thôi chứ không làm được gì hết á, con này nè. Nó không có bay đi kiếm mật. Mà nó chỉ ăn không, nằm yên một chỗ rồi đi hưởng thôi à, chứ không có làm được cái gì hết á. Là con ông đực đó, ông này nè, ông đực nè. Con đực thì nó không có vòi chích.
còn ông thợ là ông cái không, là nó có vòi chích. Khi mà tổ mà nhiều con ong đực gì là mình phải thay replace con queen, tại vì con queen này nó hết tinh trùng rồi thì nó đẻ là ong đực không à. Nên khi con ong đực, cái tổ nào mà nhiều ong đực là biết con queen nó no good, mình phải cần replace nó. Rất là nhẹ nhàng, rất là từ từ. Mình sợ tưởng tượng nếu mà mình để mình lỡ tay mà nó rớt xuống một cái thì nó làm sao anh? Thì đâu có sao đâu. Nó bay tứ tóe lên. Nó bay tứ tung thôi. Bay tứ tung lên. Đó rồi nó giữ nó theo. Cái mu mình quý nó bay theo không? Mình mu cái tay nó rượt theo tay của mình á, là nó giữ rồi đó. Cái khối nó hết rồi đó. Vậy là mình chuẩn bị mình chạy đó hả? Đúng rồi, mình chạy. Khi con ong nó cắn mình biết mình cái cách tốt nhất là mình làm gì không? Dạ không. Mình phải chạy thiệt là nhanh. Mà khi mình sợ mình chạy nhanh lắm, đừng có lo. Còn mình đứng yên một chỗ là mình chết. Nó cắn cho mình tê tua. Con ong này là ong Ý. Mình có hai loại ong, ong Ý và ong Russian. Thì các loại ong Ý thì nó hiền, và Russian nó hiền. Còn Killer Bee cũng giống như vậy nè. Con ong mà giết người ấy, gọi là Killer Bee từ Africa, thì nó aggressive hơn. Mà mình mở ra gì nó như là mình cắn bị sưng mặt rồi. Con ong African Nice Bee rất là dữ. Theo kinh nghiệm của những người nuôi ong, sau thời gian có vẻ quen với mùi khói hay mùi nhang, những con ong sẽ hết bị sai và có thể bắt đầu tấn công những ai quấy rầy nó. Đó chính là lý do mà chúng tôi phải chạy vào trong rồi quan sát qua cửa kính xem cách anh Quý gỡ lấy một tổ ong đã chứa đầy mật, phủi sạch những con ong bám bên ngoài trước khi mang vào chiếc mật. Rồi, em này vô nhà. Rồi, lấy mật cho mọi người coi. Đây. Tổ này là tổ đặc biệt. Đây là cái tổ ong. Tổ ong đã đến ngày lấy mật. Cái dĩ này nó gọi là cái dĩ ong thời đại. Tức là khi mình lấy mật á, mình không cần bỏ vô mấy ly tâm nữa. Mà cái tổ này đáng lẽ nó nằm trong tổ kia luôn, chứ không được lấy ra. Tại Quý lấy ra để cho mọi người thấy thôi. Thì khi á, con ong mà nó khác như vậy rồi đó, là mật ready to take. Còn nếu mà nó uncap á, giống như bên này á, là mật chưa có consistent. Trong cái mật này nó có rất là có nhiều cái antibacteria mà nó nhả ra từ của con ong. Mọi người không biết, khi con ong nó bay đi ra cái bông nó lấy mật á, thì nó về trên đường bay nó đã bỏ cái enzyme rồi. Và khi nó về nó không có bỏ vô trong tổ liền đâu, nó nhảy ông của ong khác. Giống như nó ói của con ong khác. Của ong khác bỏ trong bụng rồi digest tiếp. Bỏ cái enzyme đó để turn cái sugar á, tức là có hai thằng fructose với glucose. Nó turn hai thằng nó thành simple sugar. Và khi mà có đủ enzyme rồi nó nhảy ra ba lần. Nó chuyển qua ba con ý nó gì đó. Sau nó mới nhả vào trong này. Rồi nó mới quạt cánh thì nó làm cho bốc hơi đi. Khi mật nó chín rồi là nó khác lại như vậy. Còn nếu mà nó chưa có đủ consistent thì nó open, nó không có khác. Thì bây giờ mình cho coi là cách lấy mật thời đại như thế nào. Thời đại. Mình phải thứ nhất mình giật cái nắp ra. Rồi ở đây có một cái ống. Ok, cái lấy mật thời đại như vậy, mình đút cái tool vào. Mình quay nó là mật sẽ chảy ra. Nó nằm trong tổ dễ làm hơn, tại mình có thế giữ cái frame này lại. Cứng dễ sợ ha. Rồi. Đó, nghe cái đó. Nó chạy rồi đó. Mình đang thấy mật đó đang chảy ra từ đúng từ nha. Wow. Oh my god. Rồi đúng rồi đó, nó chảy ra rồi đó. Tại trong tổ nó ít messy hơn phải không? Wow, lần đầu tiên là thấy ông lấy mật ong là như thế nào. Đây là mật ong nguyên chất luôn, tức là không hề có bất kỳ một cái chất bảo quản hoặc là có bất kỳ một cái hóa chất gì trong này hết.
Như vậy thì khi mà chiết ra như vậy đó anh Quý, rồi mình giữ được bao lâu? Ồ, cái mật thì nó last cả... Nó last là cả... Mình để cả vài năm không sao hết á. Ồ, nằm ở trong tổ dễ làm hơn. Nhưng mà vì làm để Little Sài Gòn TV quay phim cho nên là nó có những cái trục trặc bất thường. Nhưng mà dù sao thì cũng nhìn thấy được cái cách để mà lấy mật ong nguyên chất là như thế này. Đó, cứ như vậy thôi. Mà như anh Quý nói á, là khi mà mật ong lấy ra như vậy rồi mình có thể để được cả vài năm. Mà nếu như trong trường hợp mà mình thấy cái những cái chai đó giống như mình gọi nó đóng đường lại á anh Quý, thì lúc đó mình còn dùng được không anh? À, được, đóng đường lại là no problem. Rồi, lấy thay nha. Ok. Ê, anh Quý nói là mật ong này nuôi là như một cái hobby. Xong rồi khi mà đến thời kỳ mà lấy mật như thế này rồi á, thì để dành tặng cho người quen, cho bạn bè, cho nhân viên. Như anh nói á, là khi mà nó bị đóng đường lại thì mình làm sao? Mình thì mình chỉ còn thả vào nước nóng một hồi là nó sẽ tan ra, chứ đừng có dùng direct heat. Tại mình dùng direct heat mật sẽ bị cháy. Nên mình chỉ còn bỏ vô trong, giống như mình cách thủy hoặc là mình bỏ trong nước nóng là vẫn dùng bình thường, không có vấn đề gì hết. Đúng. Okay. Tại vì cái sugar nó có tendency nó crystallize. Tại khi nó crystallize thì nó crystallize cả đám luôn. Nó không sao hết á. Mật nguyên chất là phải như vậy. Tại nó là sugar, nó là simple sugar nên nó có thể crystallize anytime. Quý vị vừa mới xem xong một cái hình ảnh anh Charlie Quý Tôn đã giới thiệu về cái cách nuôi ong, mà nuôi này nuôi ở trong nhà như một cái hobby chơi thôi. Và ong thì một năm lấy mật được 2 lần, thì đây là một trong những lần mình lucky đến thì nhầm lúc là có lấy mật được mật ong như thế này. Xin cảm ơn anh Quý đã giải thích về cái cách nuôi ong, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.